Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Helen Phạm Di trú và cuộc sống Mỹ. Lời đầu tiên mình xin chân thành cảm ơn các bạn trong suốt thời gian vừa qua đã theo dõi và ủng hộ trên kênh YouTube của mình. Rất hy vọng tiếp tục nhận được sự ủng hộ đó của các bạn. Nếu như bạn nào thấy chương trình của mình hay, hữu ích cho các bạn trong một số khía cạnh nào đó của cuộc sống thì mong rằng các bạn hãy ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình hoặc là share giúp mình những video để mình có thêm động lực làm chương trình phục vụ cho các bạn. Chân thành cảm ơn một lần nữa. Video hôm nay Helen thông tin đến các bạn một tin vui vào cuối tháng 7, đó là bất ngờ tối ngày 28 tháng 7 năm 2022 theo giờ của Việt Nam thì Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn đã phát ra một số lượng thư phỏng vấn khá là nhiều cho tất cả các bạn diện F. Ok, sau 2 ngày, ngày 25 và ngày 26 tháng 7 thì lãnh sự quán chỉ phát thư cho những diện cha, mẹ, vợ chồng và con còn nhỏ của quốc tịch Mỹ thôi. Thì vào đợt cuối tháng ha, ngày 28 tháng 7, tối ngày 28 tháng 7 thì lãnh sự quán đã bất ngờ tặng cho tất cả các diện F một số lượng thư phỏng vấn rất là nhiều. Và đặc biệt trong lần phát thư phỏng vấn lần này thì F2A là ưu tiên nhiều nhất. F2A nhận được nhiều thư phỏng vấn hơn tất cả các diện F còn lại. Thì hiện tại cho đến giờ phút này, Helen biết được thông tin là F2A, F4 và F1 đã có thư phỏng vấn trong đợt này. Còn F2B và F3 thì vẫn chưa thấy. Nhưng mà nói chung là có tin vui cho ba diện F là F2A, F4 và F1. Thì Helen nghĩ rằng có thể là cái lượng phát thư phỏng vấn vào cuối tháng này không chỉ có ngày 28 thôi mà có thể là ngày 29 và ngày 30 tháng 7 ha. Những ngày cuối tháng đó, hai ngày đó thì lãnh sự quán sẽ tiếp tục phát thư phỏng vấn và rất có thể là hai cái diện F2B và F3 sẽ nhận được thư phỏng vấn trong hai ngày cuối tháng. Người ta đã cho diện F một cái đợt thư phỏng vấn vào ngày 28 tháng 7 rồi thì không có lý gì mà F1 với F3 không có, sorry các bạn, F2B với F3 không có cả. Do đó chúng ta hoàn toàn có quyền hy vọng rằng hai ngày cuối tháng ha, ngày 29 và ngày 30 sẽ tiếp tục có thư phỏng vấn tiếp. Nhưng mà cho đến hiện tại thì Helen thấy là F2A trong đợt phát thư phỏng vấn lần này được ưu tiên rất là nhiều. Cụ thể là tất cả những bạn diện F2A nhận được thư phỏng vấn lần này là có ngày complete, ngày hoàn thành 6 bước của hồ sơ vào đầu tháng 6 ha, từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 8 tháng 6. Những bạn nào mà có những bạn diện F2A đó các bạn có ngày complete từ ngày 1 cho đến ngày 8 tháng 6 năm 2020 thì các bạn đã nhận được thư phỏng vấn trong đợt lần này, và ngày phỏng vấn của các bạn rơi vào các ngày 8, ngày 9, ngày 15, ngày 16 tháng 6 ha. Ok, sorry các bạn, ngày 8, ngày 9, ngày 15, ngày 16 tháng 9. Các bạn nhận được thư phỏng vấn và sẽ đi phỏng vấn rải rác vào các ngày từ đầu đến giữa tháng 9 năm 2022. Ok, thì mình ví dụ một vài hồ sơ của F2A cho các bạn nghe ha. Ví dụ như một hồ sơ F2A có ngày ưu tiên là ngày 23 tháng 5 năm 2018, ngày hoàn thành 6 bước và ngày complete cho các bạn là ngày 2 tháng 6 năm 2020, và bạn này nhận được thư phỏng vấn vào ngày 28 tháng 7, tối ngày 28 tháng 7 và bạn sẽ được đi phỏng vấn vào ngày 8 tháng 9 năm 2022. Ok rồi, một hồ sơ F2A khác có ngày ưu tiên là ngày 18 tháng 5 năm 2018, ngày complete vào ngày 5 tháng 6 năm 2020 và bạn được phỏng vấn vào ngày 16 tháng 9. Ok rồi, ví dụ một hồ sơ F2A khác có ngày ưu tiên là ngày 20 tháng 5 năm 2020, ngày 20 tháng 5 năm 2018 luôn, và ngày hoàn thành 6 bước là ngày 13 tháng 5 năm 2020. Bạn này được phỏng vấn vào ngày 6 tháng 9 ha. Rồi một số hồ sơ khác có ngày hoàn thành 6 bước
là ngày 6 tháng 6, ngày 8 tháng 6 của năm 2020, F2A đó các bạn. Những bạn này được phỏng vấn vào ngày 8 tháng 9 và ngày 9 tháng 9 của năm 2022. Nói chung là F2A lần này làm rất là lucky ha, nhận được một số lượng thư phỏng vấn khá là nhiều. Thì nói chung là những bạn hoàn thành 6 bước từ ngày 1 tháng 6 cho đến ngày 8 tháng 6 của F2A đó, thì các bạn nhận được thư phỏng vấn đợt này. Thì mình hy vọng rằng sang đầu tháng 8 ha, những bạn diện F2A mà hoàn thành 6 bước từ ngày 9, ngày 10 tháng 6 vân vân ha, và cho đến giữa tháng 6 thì sẽ được nhận thư phỏng vấn vào cái đợt sau ha. Còn đợt này thì cho đến giờ thì thấy là những bạn hoàn thành 6 bước đến ngày 8 tháng 6 của năm 2020 diện F2A thì nhận được thư phỏng vấn lần này. Ok rồi, hồ sơ F4. F4 thì lần này rải rác một số hồ sơ ha, đại khái là có ngày complete vào cuối tháng 5 năm 2020, cuối tháng 5 đầu tháng 6 năm 2020 thì được phỏng vấn vào ngày 8 tháng 9, ngày 9 tháng 9 ha, F4. F4 thì nhận ít hơn F2A, một số thư phỏng vấn rải rác cho F4 thôi. Ok rồi, F1. F1 thì được phỏng vấn một hồ sơ complete vào tháng 6 năm 2020 luôn. Phỏng vấn vào ngày 16 tháng 9. Một hồ sơ khác của F1 cũng complete vào ngày 6, vào tháng 6 năm 2020 luôn, ngày 6 tháng 6 ha. Thì được phỏng vấn vào ngày 9 tháng 9. Nói chung là lần phát thư phỏng vấn lần này, các bạn hãy nghĩ rằng đây là một sự ưu ái cho những diện F ha, đang đợi thư phỏng vấn rất là lâu rồi. Những tưởng rằng là đợt phát thư phỏng vấn trong tháng 7 này chỉ kết thúc ở số lượng là 2 đợt thôi. Như chúng ta cũng biết là ngày 25 và ngày 26 thì sau một thời gian rất là dài, người ta mòn mỏi đợi chờ từ đầu tháng, thì mãi cho đến ngày 25, ngày 26 tháng 6 thì lãnh sự quán phát thư phỏng vấn. Nhưng mà lúc đó thì các diện F rất là hụt hẫng vì mình không có thư, chỉ có các diện ưu tiên, vợ chồng, con còn nhỏ, cha mẹ cũng quốc tịch Mỹ thôi. Nhưng mà rồi bất ngờ là tối ngày 28 ha, thì tất cả những bạn diện F2A mà trong cái đợt phỏng vấn lần này đó các bạn, có ngày hoàn thành 6 bước là từ ngày 1 cho đến ngày 8 tháng 6 ha. Rồi một số thư cho các bạn diện F4 và F1 nữa đã được phát ra. Thì chúng ta hy vọng rằng còn 2 ngày nữa thôi, 2 ngày cuối tháng, biết đâu rằng F2B và F3 sẽ có thư phỏng vấn trong 2 ngày cuối tháng này. Mình hy vọng thêm một chút xíu nữa là vào đầu tháng 8 ha, khoảng ngày 3, ngày 4 tháng 8 gì đó trở đi, thì lãnh sự quán sẽ phát thư phỏng vấn tiếp tục cho các diện F. Hy vọng rất là nhiều ha, phát thư phỏng vấn cho các diện F, dù cho ít hay nhiều gì đó thì cũng có tin vui cho các bạn. Như vậy thì chúng ta sẽ đỡ phải lo lắng là có không biết có sự cố gì hay không mà lại chậm trễ trong việc phát thư phỏng vấn giống như tháng 7 vừa rồi vậy đó. Ok, thêm một tin không có gì làm vui lắm, nhưng mà có lẽ là đây chỉ là một chút trục trặc, một chút sự cố thôi các bạn. Thì lãnh sự quán bất ngờ email, đồng thời là nhắn tin cho một số hồ sơ có ngày phỏng vấn trong tháng 8 này bị hủy. Họ bất ngờ hủy cái lịch hẹn phỏng vấn cho một số hồ sơ có lịch hẹn trong tháng 8, và họ báo rằng là cái hệ thống bị lỗi thôi. Nói chung là bị cái sự cố nó lỗi thôi, chứ không phải là vì một cái lý do nào đó ha, ví dụ như là dịch bệnh hay cái này kia thì chúng ta mới sợ ha. Còn cái này là nó bị lỗi hệ thống thôi. Do đó thì những bạn nào mà nhận được tin nhắn là lãnh sự quán báo là họ đã email cho các bạn, thì các bạn vui lòng check email để xem coi là mình có bị hủy không ha, coi như thế nào. Và mình tìm cách mình đặt lịch hẹn lại ha. Đặt lịch hẹn phỏng vấn trong thời điểm này thì cũng khá là khó khăn, tuy nhiên chúng ta phải chấp nhận thôi ha. Không có tất cả việc gì chúng ta suôn sẻ hết. Nói chung là
có người may mắn, có người không may mắn ha. Đó là cuộc sống thôi, chúng ta phải chấp nhận ha. Các bạn nếu mà bị hủy lịch hẹn trong lần này thì các bạn tranh thủ thời gian và các bạn vào cái hệ thống đặt lịch hẹn của lãnh sự quán để đặt lịch hẹn phỏng vấn lại, đồng thời kiểm tra giấy tờ lại lần nữa xem như thế nào, đầy đủ hay chưa để chúng ta đi phỏng vấn. Ok, thì chúng ta thấy rằng trong cái đợt hủy hẹn phỏng vấn của những cái hồ sơ trong tháng 8 lần này thì diện khai quanh là hôn phu hôn thê đó các bạn, và diện cha mẹ vợ chồng con của quốc tịch Mỹ luôn cũng bị hủy hẹn phỏng vấn trong cái tháng 8 lần này ha. Những diện này được ưu tiên rất là nhiều nhưng mà họ cũng bị hủy hẹn phỏng vấn. Điều đó có nghĩa rằng đây chỉ là sự cố của một cái hệ thống trong lãnh sự quán thôi ha. Có thể là computer hay là các software các vân vân ha, nó bị screw up. Do đó thì chúng ta không thể nào mà biết trước được điều gì xảy ra hết. Chỉ có tội cho các bạn nào mà ở xa quá rồi ở tỉnh các bạn rồi mà người ta đi vào Sài Gòn để phỏng vấn thì mất công. Nhưng mà không sao đâu các bạn cố gắng đặt lịch hẹn phỏng vấn lại thì không đến nỗi nào đâu ha. Ok, thì Helen thông tin đến các bạn trong video này một tin mừng là tất cả những bạn nhận được thư phỏng vấn lần này bao gồm F2A, F4 và F1 ha. Chúc mừng các bạn một lần nữa và hy vọng cho F2B cũng như F3 sẽ nhận được thư phỏng vấn vào 2 ngày cuối tháng, còn không thì phải đợi qua đầu tháng 8 thôi. Hy vọng rằng đầu tháng 8 sẽ có một cơn mưa thư phỏng vấn như các bạn mong muốn ha. Ok, hay là dừng chương trình ở đây nha. Mình chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ và tốt lành.